nay 20 tháng 11 cả nhà đi uống cà phê. Cả nhà đi uống cà phê anh em ơi. Cà phê 20 tháng 11. Để nhầm, 20 tháng 10. Thằng cháu mình này, cháu mình này. Đó. Bây giờ đi uống cà phê này. 20 tháng 10 nha, đến chính là 20 tháng 10. Thằng gấu, gấu khoái. Mình tạo ra cái quán cà phê mà có cá thì nên uống hòn tráng à, đẹp ha. Xịt xuống xíu, đứng ngang ngang với cậu, cậu đứng ngang ngang với anh Bo rồi. Yes sir đâu? Chưa đều. Anh em phải đồng lòng hô. Nghĩ. Oh, ok. Yes sir. Cậu bình đâu? Ừ. Ok. Bắt đầu đi làm. Bo. Mấy cái chỗ mà lốm chốm đó. Cào nghe chưa? Bắt đầu cậu để cậu quét. Đây này. Thấy mấy cái chỗ này không? Đó, cào đây. Cào cho ra. Binh, đi phía sau cậu. Nhanh. Ngày 20 tháng 10 là phải dọn sạch sẽ nghe chưa? Wow. Cuối cùng cũng sắp hết 20 tháng 10 rồi. Thì anh em cũng thấy là buổi sáng thì mình nhà mình có đi uống cà phê ở nhà này. Rồi buổi chiều thì cậu cháu bắt đầu bay vô ngồi lau dọn nhà, thì anh em cũng biết là bây giờ hiện tại nhà mình đang xây đó. Thì hôm nay cũng đơn giản nhẹ nhàng, nói chung là anh em 20 tháng 10 thì anh em sẽ như thế nào thì nói chung là nhà mình thì nó đang tụ tập quanh với nhau rồi cùng ăn uống. Nói chung là bên ngoài hiện tại nó đang rất là ồn nên là ra mình vào đây mình nói tâm sự một chút cũng khá là vui. Đúng là về nói chung nó tình cảm gia đình nó vui lắm, hấp dẫn. Thôi chấp anh em phụ nữ 20 tháng 10 thật là ngày tuyệt vời. Chủ nhật nữa có bạn gái bạn trai thì chúc anh em hạnh phúc bên gia đình và người yêu của mình. Anh em thấy mấy cậu cháu tôi như thế nào? Chúc mà anh có mấy cái đoạn mà tôi hành đứa nào mà không làm việc phải hít đất hoặc là thục dầu hấp dẫn lắm mà quên quay, để bữa nào tôi sẽ quay. Bây giờ tôi là nhà lãnh đạo tài ba lắm. Nhà ăn cơm 20 tháng 11 ăn lộn 20 tháng 10